Những cam kết chi tiêu lớn của Thủ tướng Trudeau có thể thúc đẩy lạm phát vốn đã nóng đỏ của Canada. Thủ tướng Justin Trudeau có nguy cơ làm tăng thêm lạm phát đang nóng đỏ của Canada hơn nữa nếu như thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu được vạch ra trong chiến dịch bầu cử. Điều này có thể gây áp lực đến Bank of Canada phải tăng lãi suất sớm hơn kế hoạch. Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã cam kết chi 78 tỷ đô la Canada, tức 61,6 tỷ đô la Mỹ, trong khoản chi tiêu mới trong 5 năm, chiếm khoảng 4% GDP, tổng sản phẩm quốc nội. Còn số đó sẽ cộng với 101 tỷ đô la Canada chi thêm trong 3 năm mà đã được thông qua trong ngân sách hồi đầu năm nay. Kết quả bầu cử tạm thời cho thấy, Đảng Tự do sẽ tiến tới một chính phủ thiểu số khác, buộc họ phải làm việc với các nhà lập pháp đảng đối lập như Đảng Dân chủ mới NDP thiên tả. Những người này có các ưu tiên chi tiêu riêng. Thị trường tiền tệ trong những tuần gần đây được định giá bởi việc Ngân hàng Trung ương thắt chặt thêm 14 điểm cơ bản trong năm tới, với kỳ vọng sẽ tăng lãi suất sớm từ tháng 7 năm sau. Bank of Canada đã từ chối bình luận Chi tiêu tăng thêm có thể làm tăng thêm áp lực lạm phát bằng việc giảm thiểu sự trì trệ của nền kinh tế. Vào tháng 8, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã tăng lên mức cao nhất trong 18 năm ở mức 4,1%, cao hơn nhiều so với mục tiêu trong phạm vi 1% đến 3% của Bank of Canada. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm chương trình mua trái phiếu của mình nhưng đang chờ đợi sự trì trệ kinh tế giảm bớt trước khi xem xét nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0,25%. Trong báo cáo mới nhất của ngân hàng dự báo, sự trở lại hết công suất sẽ được xảy ra vào nửa cuối năm 2022. Thủ tướng Trudeau đã nhiều lần né tránh các câu hỏi về các tác động lạm phát trong kế hoạch chi tiêu của mình, nói rằng trọng tâm của ông là giúp đỡ các gia đình Canada và người đang vật lộn với đại dịch. Đầu chiến dịch tranh cử, ông ấy nói với các phóng viên, bạn sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi không nghĩ về chính sách tiền tệ nhưng bằng chứng cho thấy những rào cản của chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động đang làm gia tăng lạm phát. Có thể chỉ ra rằng những yếu tố kích thích thêm không phải là những gì nền kinh tế cần lúc này. Ông Doug Porter, nhà kinh tế trưởng tại BMO Capital Markets, cho biết nền kinh tế đang bị hạn chế bởi các vấn đề từ phía nguồn cung thay vì quá ít cầu. Với việc tăng thêm chi tiêu tài chính, rủi ro đối với lạm phát nghiêng về phía cao. Nền kinh tế Canada dự kiến sẽ phục hồi sau khi bất ngờ suy thoái trong quý thứ hai và việc đã làm tăng lên trong khoảng 1% so với mức trước đại dịch. Ông Pedro Antunes, nhà kinh tế trưởng tại Conference Board của Canada cho biết, nền kinh tế đã trở lại, việc làm đã trở lại, có rất nhiều khoản tiết kiệm và hiện có rất nhiều lợi nhuận trong nền kinh tế với các chương trình hỗ trợ này.